Sau đây là kết quả xổ số Vietlott Power 6/55, kỳ vé 1055, quầy thưởng vào thứ ba, ngày 2/7/2024. Giải Jackpot 1, Power 6/55, kỳ vé 1055, các vé tận cùng mang số 07, 08, 50, 52, 53, 54. Xin nhắc lại, giải Jackpot 1, kỳ vé 1055, các vé tận cùng mang số 07, 08, 50, 52, 53, 54. Số đặc biệt Power 6/55, kỳ vé 1055 là 02. Xin nhắc lại, số đặc biệt hôm nay là 02. Xin thông báo, giải Jackpot 1, Power 6/55, kỳ vé 1055, quầy thưởng vào thứ 3, ngày 2/7/2024, vẫn chưa có chủ nhân. Riêng giải Jackpot 2, Power 6/55, kỳ vé 1055, đã tìm thấy một chủ nhân. Kênh xổ số 3 miền, kết quả xổ số hôm nay, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kết quả xổ số ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật kết quả xổ số mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người sẽ được thần tài gõ cửa trong một ngày gần nhất. Mến chào và hẹn gặp lại!